Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một món đặc sản của miền Tây, càng cua đồng luộc. Đây là một món ăn thơm ngon và đặc trưng trong mùa nước lũ. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch càng cua kỹ lưỡng để đảm bảo vệ sinh và loại bỏ những cái chất dơ bẩn. Càng cua này bám rất là nhiều bùn đất, nếu mà không vệ sinh kỹ sẽ rất là dơ và rất là tanh. Mình về Long Xuyên ngay mùa nước lũ thì càng cua bán rất là nhiều. Hầu như các tuyến đường nào ở Long Xuyên thì mọi người sẽ thấy những cái càng cua rất là tươi và những con cua còn sống luôn. Và những càng này họ sẽ vẽ trực tiếp cho mình. Mọi người tha hồ mà lựa càng cua kình, vừa to và vừa ngon. Càng cua này nó còn bự hơn ngón tay của mình nữa và nó rất là tươi luôn. Mọi người có tin là càng cua này có thể kẹp được không? Thực chất là lúc mà mẹ mình rửa càng cua là đã bị càng cua này kẹp rồi đấy. Cho nên mọi người cẩn thận nha. Bởi vì khi mà mình vẽ từ càng sống thì càng cua này nó vẫn còn có thể kẹp vào tay của bạn nếu mà mình không cẩn thận. Và hôm nay mình học được cái bí quyết rửa càng cua hoặc là rửa cá từ mẹ của mình, đó chính là sử dụng chanh và đường. Mình sử dụng một trái chanh và 2 muỗng đường vào 1 ký càng cua này và sau đó thì mình sẽ đổ nước vào. Mình sẽ trộn đều để cho càng cua nó thấm chanh và đường cho nó ra các chất bẩn. À, mọi người có thấy cái phần nước nó ra không? Rất là dơ luôn, đang ồm luôn đấy. Mẹ mình nói là với phương pháp này thì cua nó sẽ không bị tanh sau khi mà luộc. Và mình có thể sử dụng phương pháp này cho việc rửa cá, cá nó cũng sẽ không bị tanh nữa. Mình sẽ ngâm và trộn đều càng cua như thế này trong vòng 5 đến 10 phút và sau đó mình sẽ rửa sạch lại với nước. Bây giờ sau khi rửa sạch lại với nước thì mọi người sẽ thấy càng cua rất là trong và sạch luôn. Phải công nhận rằng với phương pháp rửa càng cua như thế này làm cho càng cua rất là sạch và không có bị tanh nữa. Sau khi đã xả sạch với vài lần nước thì mình cũng sẽ xóc nhẹ cho càng cua nó khô ráo. Cua đồng là món ăn cực kỳ quen thuộc đối với tất cả người dân Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh mua cả con cua về nấu canh thì người dân còn tìm mua cua đồng miền Tây để chế biến. Hiện nay thì càng cua không chỉ được các bà nội trợ tìm mua mà các nhà hàng cũng săn đón các mặt hàng này. Hơn nữa chỉ những con cua loại to mới có thể lấy càng, còn các con cua nhỏ càng sẽ khó ăn nên không được chọn. Sau khi đã làm sạch càng cua thì bây giờ mình sẽ tiến hành hấp càng cua. Hấp càng cua thì mình sẽ không đổ nước và mình sẽ hấp khô, mình chỉ nêm đường và muối. Hấp càng cua này rất là nhanh, sau 10 phút thì càng cua đã chín rồi. Mình không thêm nước khi hấp bởi vì mình muốn giữ trọn cái hương vị ngon ngọt của càng cua. Đây cũng là một trong những cái bí quyết đó nha. Mọi người có thấy cái màu càng cua bây giờ đã chuyển thành màu vàng đậm rồi, trông rất là ngon không nè. Và khi càng cua chín nó không có mùi tanh nha, rất là thơm luôn, mặc dù là mình không sử dụng xả gì hết. Ai miền Tây mà nhìn thấy cái món cua đồng hấp này chắc đổ cái rầm liền. Vừa thèm vừa nhớ quê, món này ở nhà má hay hấp cả nồi, kèm theo chén muối ớt chanh, đem ra sau hè mát rượi ngồi ăn là bá cháy. Hiện nay đang vào mùa nước nổi thì kiếm cái món này vô cùng dễ, chỉ cần về miền Tây là bạn có thể thưởng thức được cái món này rồi. Càng cua luộc khô như thế này thì lúc ăn rất là thơm và cực kỳ ngọt thịt luôn á. Quan trọng là không bị tanh nha. Và đây cái chén muối ớt chanh mà lem chưa nè. Không muốn ăn mà nhìn thấy cái chén muối ớt chanh này cũng đã xỉu úp xỉu đau rồi. Giá càng cua hiện nay là 35 cành trên 100g nha. Giá cũng hơi cao nhưng vì rất khó để mua được càng cua to, tươi như này nên mình vẫn thấy ổn. Lâu lâu mới được về quê ngay mùa nước nổi mà có được cái món này thì mình không thể nào bỏ qua được. Cua ăn chắc thịt, ngọt và cực kỳ ngon. Thì càng cua mà hấp thì ngon gì bằng. Càng ăn càng ghiền, càng cua nào cũng to và đều, cực kỳ chất lượng. Thêm vào đó, chế biến món này lại rất nhanh và gọn, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần mua khoảng 1 ký càng cua đồng, rửa sạch và để ráo, sau đó đem đi luộc khô như cách mình đã làm. Chỉ cần nêm đường và muối vào là mình đã có một cái món càng cua luộc hấp dẫn và thơm ngon. Và cũng đừng quên là một chén muối ớt chanh, phải là muối hộp nha, và nặn chanh thật nhiều như thế này ăn mới đã. Dùng tay lấy càng cua đồng luộc và dùng kìm bóp vỡ vỏ, lấy phần thịt cua, chấm vào chén muối ớt. Vị ngọt, dai, thơm của thịt cua hòa lẫn vị cay của ớt và vị chua của chanh thấm đẫm và lan tỏa khắp các giác quan.